11 tây hả cô? Hôm nay là ngày 11 tây tháng 7. Rồi hôm nay mình đang làm có một cho nó vừa đây luôn đi cô anh. Khách hàng là có một cô khách là hỗ trợ cho cái chương trình của mẹ để làm từ thiện đó, là 80 phần bánh khọt hoặc là bánh xèo. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mình sẽ làm ở đây, mình chưa biết cái số lượng nó là bao nhiêu, để tí xíu nữa mình làm xong mình sẽ có cái số lượng cuối cùng mình thông báo sau. Thì bây giờ mình sẽ trước mắt mình sẽ làm những cái phần bánh khọt để tí nữa khoảng tối á, sẽ đi phát cho những cái cô chú mà cơ nhỡ lang thang ở ngoài đường á, cho mỗi người một phần để người ta dùng buổi tối. Hôm nay là thiếu nhân lực quá trời nha. Thiếu chú Oanh nè, không có người đổ bánh khọt nè, không biết là chú Oanh đâu rồi nữa. Dạ bên đây chưa cho tôm. Hai người là làm ba cái bếp này không kịp. Lấy cái dĩa với lại muỗng để đựng. Ủa muỗng dài đâu hết rồi, sao toàn muỗng ngắn không vậy ta? Hai cái muỗng dài trong đó. Dạ dạ. Bán rẻ cái điện thoại con luôn á. Chú Oanh đã xuất hiện rồi quý vị ơi. Phỏng vấn chút xíu, tại sao hôm nay qua trễ dữ vậy chú? Hả, à, buồn ngủ hả? À? Trời ơi, cô trả lời hết sức. Rồi thằng mì nó mua đồ về nó đâu nữa rồi ta? Đây đang tiếp tục làm. Đây là cái thứ bảy nha. Trong tháng này nay cái thứ bảy rồi đó. Để tính tiền chứ biết gì đâu. Rồi đi ăn đi. Rồi bây giờ là chúng em đang chuẩn bị đi phát bánh nha. Bữa nay mình chỉ làm được có 30 phần bánh còn thôi. Bây giờ chia nhau ra để mà đi. Cô đi bao nhiêu phần? Chị đi bao nhiêu phần? 10 phần. Rồi chị đi hẻm bên kia. Ở đây tụi em đi chạy vòng vòng bên đây. Chuẩn bị lên xe, let's go. 30 phần, bà đi 10 phần là chỉ còn có 20 phần. À, nghe 10 phần nè. Rồi, thấy rồi. Quay chưa? Quay xong chưa? Rồi, bánh cọt nha cô chú. Rồi đi tiếp. Rồi quẹo mình vẫn đạt. Vàng phần luôn cô. Rồi dạ cảm ơn chú. Còn đó không? Cho bà cô đi. Dạ bánh khọt. Bánh khọt cô. Dạ. Dạ dạ. Máy bay. Dạ rồi chào mấy con. Đi dưới ngàn đỏ. Đi đâu đây? Muốn lên hình không? Thôi lên hình đi chung với thần tượng. Bao nhiêu cho mà đủ.
Tại sao bán ế quá vậy? Con bịch toàn tan hoài. Nói thôi, hết rồi. Đi đó, về thôi. Rồi đã tới rồi. Hết rồi. Đi xuống đi. Đi xuống đi ông. Rồi mẹ ông đâu rồi? Mẹ ông xách 10 phần đi đâu mất tiêu rồi kìa. Đứng lại hỏi thăm chút coi fan của ai đây. Fan hâm mộ của ai? Không nói đúng không? Fan của ai không nói? Không có chơi vô cái đó. Đi ra đây. Fan hâm mộ của ai? Vậy là thằng này nghi chắc nó fan hâm mộ của bà Quanh Đổ Bánh Xèo hay gì rồi. Chứ ai? Thích ai trong cái quán này nói? Mê ai? Tên, nói tên ra. Không biết tên là cái gì? Không biết tên mà chỉ. Mê anh nào trong quán này? Đâu anh nào chỉ coi. Lý do gì mê anh đó? Cái gì? Hát hay trời, nó hát dở ẹt. Đó nó hát vậy mà hay. Cho suy nghĩ lại đó, cho suy nghĩ lại đó. Rồi nó dám nói em hát dở nè quý vị ơi. Nàng này nó là một fan cuồng, nó bị mù quáng. Fan này nó mù quáng rồi quý vị ơi. Nó nói nó dám chơi em hát dở và nó khen thằng. Xin lỗi cả nhà, fan của em hung hăng quá. Trời, nó đuổi em ra khỏi nhà luôn quý vị. Thằng này nó gan lắm rồi, nó dám đuổi tôi ra khỏi cửa. Mày dám đuổi tao ra khỏi cổng gia đình luôn. Trời đất ơi, mày là ai mày hả? Mày là cái gì của gia đình này mày dám đuổi tao? Nó đuổi con cậu. Rồi chút con chọn. Để con giải quyết này cái đã nó. Trời ơi, nó là fan thôi mà nó đuổi con ra khỏi nhà cậu. Quá trời quá đất mày rồi. Trời ơi. Uống dữ vậy chưa? Fan cuồng á hả? Fan cuồng tới mức vậy.